Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, chào mừng quý vị đến với kênh ô tô Duy Khánh. Vâng, là một chiếc Mazda BT-B50, một mẫu xe bán tải sản xuất 2016, phiên bản số tự động, hộp số 6 cấp và dung tích xi lanh là 2.2, máy dầu diesel. Một mẫu xe được nâng cấp. Đấy, cái bản Mazda BT-50 này, 2016 thì nâng cấp lên form mới. Đó, xe mang biển kiểm soát Hải Dương. Đấy. Tương lai thì các cái nhà sản xuất thì thường có xu hướng thiết kế là đèn với cả lưới tản nhiệt liền mạch. Và đó là cái mẫu xe nhìn nó rất là ăn khớp nhau. Đấy, lưới tản nhiệt của Mazda thì tất cả trên các dòng xe đều có logo Mazda và lưới tản nhiệt là hình mặt cười. Chiếc xe này có khoảng sáng gầm rất là lớn, 23,7 cm. Xe vẫn sử dụng công nghệ đèn halogen. Đấy, mặc dù là phiên bản nâng cấp nhưng để đầu tư cho cái mảng trang bị an toàn thì xe vẫn sử dụng công nghệ đèn halogen, đèn pha, đèn gầm. Đấy, đèn halogen này thì rất là sẵn và rẻ, hỏng hóc thay thế rất là nhanh, sơn xi màu trắng rất là sạch sẽ. Vâng, chiếc Mazda BT50 2016 nhập khẩu Thái Lan. Vâng, tại sao thì dòng xe bán tải này thì hay nhập khẩu Thái Lan như vậy? Vì ở Thái Lan người ta dùng xe bán tải rất nhiều luôn. Đấy, tất cả các mẫu xe. Đấy. Và ở Việt Nam cũng vậy. Hiện tại thì có rất nhiều người có xu hướng dùng xe bán tải. Đấy, kết hợp đi địa hình hoặc là xuống phố chở được rất nhiều đồ, trang bị hiện đại. Những cái mẫu xe bán tải bây giờ thì trang bị không kém gì những cái mẫu xe SUV tiền tỷ. Đấy. Dòng xe này thì nó lại cao, rộng rãi, đi rất là thoáng, trang bị thì rất là hiện đại. Vâng, chiếc xe này thì có mức giá bán là 498 triệu đồng. Và lúc thời điểm 2016 nó ra mắt thì khoảng đâu đó khoảng 700 triệu đồng, chưa có giá cơ sở thôi. Đấy, chưa phải là giá lăn bánh. 498 triệu đồng. Mazda BT50 sử dụng cầu sau, động cơ diesel 2.0 turbo tăng áp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì rất là khiêm tốn, khoảng 6 lít rưỡi đường hỗn hợp. Hiện tại giá dầu thì rẻ hơn giá xăng là khoảng 6.000, gần 6.000, tức là chỉ khoảng 15.000 thôi, 15.000 một lít thôi. Mà dầu thì rất là nhiều năng lượng. Hệ thống treo độc lập phía trước, giảm chấn lò xo lén và thủy lực, cua lốp cực kỳ là ok. Đó, bộ la răng phay rất là đẹp, rất là thể thao. La răng 17 inch, bề mặt lốp rất lớn luôn, 26,5 phân và chiều cao lốp cũng vậy, 20 phân, rất là êm ái. Đấy, lốp Bridgestone. Đấy, bệ bước này, bệ Mazda BT50 nhập khẩu Thái. Hiện tại thì những cái dòng xe Ford Ranger thì bắt đầu sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara. Và có một mẫu xe bán tải giá cả hợp lý nhất, rẻ nhất ở Việt Nam là Isuzu D-Max. Đấy, xe sử dụng vô lăng 3 chấu, vô lăng trợ lực lái bơm dầu. Dòng này thì cảm giác lái rất là tốt, điều hòa điều hòa auto nhé. Màn hình đầu đài nguyên bản, hộp số tự động 6 cấp. Xe này trang bị tất cả đều trang bị ghế da. Đấy, ghế da xịn là rất là thơm. Đấy, múi ghế rất là dày dặn. Đấy, đi sẽ không bị xô lệch đi. Bệ tì tay. Đấy, trần là lỉ nguyên bản. Một mẫu xe bán tải chở được 5 người. Đấy, và rất là nhiều đồ phía sau. Hệ thống keo chỉ zin nguyên bản, cột kèo đinh bấm zin nguyên bản, táp ly còn khá là sạch sẽ này.
Đấy, hàng ghế phía sau rất là rộng nhá, có bệ tí tay này, đấy, hộc để đồ, đấy, để cốc nước này, chai nước này. Ngoài ra thì phía sau này có cả cổng sạc rất là rộng rãi. BT50 2016 phiên bản số tự động, hộp số 6 cấp và động cơ 2.2 diesel. Cửa đóng rất là êm, khoảng sáng gầm là 23,7, rất là lớn. Ngoài ra thì chiếc xe này có thể lâng lâng hạ gầm nhé. Vâng, chiếc xe này thì có chiều dài kích thước của thùng xe là 1m54, chiều ngang là 1m56 và chiều cao là 51 phân, 51 cm. Đó, hệ thống khung gầm này cực kỳ là chắc chắn luôn. Sử dụng hệ dẫn động cầu sau, đấy, giảm chấn lò xo lén và lá thép. Vâng, hệ thống an toàn của chiếc xe này cũng khá là hấp dẫn. Hệ thống chống phanh, hệ thống chống bó cứng phanh đĩa ABS, hệ thống cân bằng điện tử DCS, DSC, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, hệ thống ga tự động Cruise Control, cảm biến lùi và trang bị hai túi khí. Đó, trang bị không kém gì những mẫu xe sang. Hai cụm đèn phanh trên cao. Thùng của nó siêu rộng này. Mazda BT50 là gần như là một trong phân khúc là rộng rãi nhất. Và chiếc xe này thì có kích thước thùng thực sự là rộng. Những cái vật liệu sơn này chống xước. Đó. Rất chắc chắn luôn. Siêu rộng. Logo Mazda. Phía sau cũng sử dụng công nghệ đèn halogen. Đó, thiết kế rất là mềm mại. BT50. Đó, phần gầm này 2016 thì gần như là nó còn nguyên. Giảm chấn lò xo lén và lá nhíp. Mazda BT50. Sơn xi màu trắng rất là đẹp. Keo chỉ cột kéo bốn cánh zin nguyên bản. Đây là khóa trẻ em này. Rất cao luôn. Vâng, chiếc xe này thì có dung tích bình xăng là 80 lít dầu. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6,5 lít đường hỗn hợp thôi, máy 2.2 mà. Đó, trang bị bốn máy xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Cửa lái là kính một chạm nhé, auto một chạm. Đây là bảng táp lô đồng hồ này, dạng đèn analog. Trên vô lăng thì tích hợp các phím bấm vật lý là tăng giảm âm lượng, gọi ra lệnh và cruise control, ga tự động, khóa điện. Đó, sử dụng khóa điện này. Đó, cân bằng điện tử. Đấy, thông số kỹ thuật rất là đầy đủ. Đó, ốp đô là hơn 6 vạn thôi, 7 vạn, 6 vạn 9. Gương cụp xe. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương. Thiết kế quả vô lăng nó sẽ gọn gàng hơn rồi, đẹp hơn này. Cái vô lăng được bọc da nhé, không phải nhựa mềm đâu. Điều hòa auto chống trơn trượt. Trang bị hộp số tự động 6 cấp. Màn hình 3,5 inch.
gương chống chói điện tử. Đó, hộc đầy đồ này, cổng sạc. Xe này được trang bị hệ thống âm thanh là 6 loa. Lốc xe khi di chuyển này. Âm thanh DVD, đầu đài DVD nguyên bản. Radio FM, AM đầy đủ. Trang bị hai túi khí, một túi khí cho phía bên phụ, một túi khí cho người lái. Có mức giá, chiếc xe này có mức giá là 498 triệu đồng. Khá là hợp lý trong mức giá này, trang bị hiện đại. Nhập khẩu, kính auto một chạm ở kính lái. Phanh tay là nhựa mềm. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị các bạn thôi. Đó, ngồi trong khoang lái thì gần như là không nghe thấy tiếng máy nổ. Mặc dù là máy dầu, cách âm rất là tốt. Vâng, quý vị các bạn nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại kinh doanh nơi đưa lên. Đó, thì thiết kế kiểu Kodo này. Đó, và khi lưới tản nhiệt và đèn nó nối liền mạch với nhau. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn đấy. Đó, đó là một cái mẫu thiết kế mới. $498 triệu xe bán tải. Trang bị hiện đại. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Mazda PT50 phiên bản nâng cấp, phiên bản mới rồi. Đấy, thay đổi về form dáng rồi cả máy móc. Trước đó thì nó thường sử dụng động cơ 2.5 và chiếc xe này thì sử dụng động cơ dầu 2.2 thôi. Xe được trang bị 4 máy, máy đặt dọc, hệ dẫn động cầu sau. Máy móc zin nguyên bản. Máy nổ khá là êm. Hiện tại thì các cái nhà sản xuất thì đã thiết kế cho máy dầu nổ nó khá là êm rồi. Cỗ máy thì đặt công suất cực đại là 150 mã lực và sức kéo của nó đâu đó là hơn 300 Nm. Máy móc khô ráo, máy khô zin nguyên bản nhé. Đây là phần turbo tăng áp, tăng khí nạp ở vòng xô cao. Nén khí rất là tốt và làm mát khí nạp nữa. Đây là cụm chia ABS, thanh nghĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Đó, ECU thì trên dòng xe này thì rất là kỹ, khả năng để ở trong cabin rồi, không nhìn thấy đâu cả. Đây là dầu trợ lực lái bơm dầu nhé. Máy số zin nổ rất êm. Trang bị 4 máy động cơ diesel turbo tăng áp, tiết kiệm, trang bị hiện đại. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Mazda PT50 nhập khẩu Thái Lan, sản xuất 2016, phiên bản số tự động, hộp số 6 cấp và dung tích xanh cỗ máy là 2.2, xe trang bị 4 máy, máy dầu diesel. Dòng xe này khá tiết kiệm nhiên liệu nhưng sức kéo lại rất là lớn, đa dụng, chở được nhiều đồ, 5 người và một thùng phía sau nữa. Phiên bản nâng cấp đã cải tiến rất nhiều về phần mặt ca lăng xe này, khoảng sáng gầm rất là lớn.
Vâng, cái chiếc xe này thì bên em có mức giá đề xuất là 498 triệu đồng. Vâng, 498 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Đấy, dòng xe này thì có hỗ trợ ngân hàng đến 60% và có cả hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà, ship tận nhà cho quý vị các bạn xem xe trong cái thời điểm dịch giã như thế này. Nhập khẩu. Vâng, quý vị các bạn nào mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em theo số này để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.